Tinh bột. Đố mày quay nữa hả? Nó ăn mỡ nó sợ luôn. Cái cục mỡ mình tính bỏ ra, không ăn cái này nó lụng là nó ăn hết, gớm. Vô xin 500 quạt đây. Biết tao nói gì không chị Nhu? Cái cầu này tao nói gì vậy? Coi như trải nghiệm đáng nhớ. Ủa vậy đó hả? À, tính vô tính ngồi đấy, coi như trải nghiệm đáng nhớ. Bán vậy mà trải nghiệm nhớ nữa. Có gì nước bây giờ lên giá. Đâu phải là 20-30 ngàn đâu thì mắc. Trời, như có 15 ngàn mà nó mắc gì vậy? Nướng mà tính 15 ngàn mà trải nghiệm đáng nhớ mà chê mắt sao rồi nhiều mà khi đó ở trên núi mới xuống sao rồi người ta uống bún chai nè đó mình ha bị chiếc cái khác giống chị Nhung nè phi sinh nè et cetera ha ăn cái xịn không luôn rồi vô mua cái ăn bóc luôn dạ ăn bóc đi sao rồi mà chỉ có bún chai ăn cái tức. À khi mà tính tiền sao mà không biết phải nói tiếng không nha, nhưng mà khi mà tính xong cái tiếng đi vô trong cái ngồi vậy. Chắc phải nói cái nghe là nghĩ trải nghiệm đáng nhớ. Thì tự nhiên lỗ tai giật giật như nè. Có giật không? Nè ngồi cái này ha, cái đó có tiền không? Có trong có tiền không? Nè lúc này có tiền. Nè lúc này 60 rồi. Khi mà đi vô ta còn ngó ngó con đó nè. Đó, tao nói cho mày nè. Tụi bà hỏi cái chuyện này đưa tiền cho cái anh này nè. Đưa bao nhiêu không biết nữa, nhưng anh này không lấy. Nhiều đó dạ, mà nước còn ngon hơn ở trên chỗ châu đốc kia. Nè, đưa tiền. Cái em này nó hơi hiểu đi. Cái chỗ mỗi chiếc rồi ấm giờ không ngon ngon. Tu lại. Có em rồi nhiêu bây giờ? 20. Ừ, hưởng ứng thơm quá. Rồi, ăn anh ơi. Cái tiền đó. Đúng rồi. Đưa tiền cho đưa tiền là anh này hết trả 60 cái vậy này đưa tiền cho anh này chắc cái này nó hơi hỏi này là chị này nói chị đừng đứng luôn đó nó mình rồi với con mới tao vừa lấy tiền xong là con đi vô là con nghe nói liền tại vừa tính xong mà con nghe xù xẻo ngoài nè lúc mà người ta xù xẻo rồi không có nghe nhưng mà lúc mà tao nói trải niệm đáng nhớ thì mới nghe đi xe xe mà kẹo ghê. Ừ. 15 ngàn không mất đâu. Ừ. Đi vô mà 6 người người ta đi đè hết luôn. Tao bán là 18 ngàn á. Mình nói mình đi mua 18 ngàn. Uống mà 18 ngàn ly. Nước ngọt à. Để mà trải nghiệm lắm nhớ. Mà trải nghiệm đây thì khác không vậy. Ở giờ nước ngọt có lên giá. Đem nước rồi đem nước ra uống đi. Tôi ghé nghỉ thôi. Đem nước lọc tao uống. Không mấy người này chú nó đi tè không vô là 6 người đi vệ sinh rồi xong cái ra ngồi chút xíu rồi ta đi rồi nói là điện nhựa thông báo điện sắp lên giá điện này chứ người lên giá nè à lên giá 3% là giống như là 500 cái hiệp 3% là 30 đúng không 3% là 1 triệu là thêm 30 500 là thêm 15 ngàn cái nước chấm ngon, cái thịt nướng ngon, thơm ngon, ngon. Hay không có màu nhiều chỗ để ướp màu, không hiểu đây nó không có màu, hà bữa ăn mấy con gà, màu là cái con gà nó phết vô, phết bằng chất ớt vô nhìn ngon lắm, mà nướng gà ăn giòn giòn đã, ở quay, quay xong cái mà tối gì tức là nó ghép cái đậu mà hôm qua tao hát karaoke vô, để khúc đầu, mày tao miếng với mày. Bây giờ ăn cái đùi đi, ngon cái đùi đó. Ui cái đằng. Ăn cái đầu. Trời cắt gì ốc tiêu không trời.
cắt thành cắt nó dài dài lại cắt ngẫm đầu cao lên chút cắt thì cho mình dễ ăn à cắt thử vậy cắt lại dài dài cắt vậy mà ăn nhiều mình mà tôi mới thấy cắt qua đó chị đúng rồi nó uống quá 18 ngàn tôi uống xíu cái đồ lớn này cái đồ nhỏ đó mình rẻ hơn 15 đúng không? 15 người ta nói vậy? Ừ 15 đúng không? Lớn 18 à, là tại còn cái đường nhỏ thôi. Ừ tiền nào của đó chắc bán cũng không mắc đâu hơi kém một chút đang quay mày hả? Quay mày nhân dịch chính nước này hết ghê ga à. Ừ. Cái chai bây giờ thường này ít ga lắm. Ít ga hơn chai nhỏ. Đúng không? Chai bự lúc nào giờ lão hư ga là hư vô hai ba lần nó phải đi ga. Quên mình đi quên. Để ăn. Hướng ra cầm mình đi ăn nó làm cầm thấy máu quay rồi lỡ đúng nha. Mình để mình quay ta cái mình ngồi mình ăn. Cái gì ta ngồi ta ăn cái gì vậy? Thấy cũng lạ lắm á. Mấy bữa đang đám cưới đem heo đúng. Ai thấy ăn gì quay cái máy rồi. Chỉ chỉ vô cái rồi ta kể trong chuyện cái ta ăn tật. Có con chó mà hôm bữa tới nhà nó bán rồi đó. Chó nào? Con chó thóc ba. Con chó Trung Quốc á. Ừ. À con Trung Quốc á. Ủa nãy vậy mà ở miền không hả? Không, thuốc nè. Thuốc nè. Chó thuốc ăn cá ghen cá ghẹn á. Không thấy đó không? Ờ. Bác đó hả? Sao ạ? Không gọi gì đó. Thôi ăn ruộng rồi. Đó hả? Còn mình lên nữa, chó nó bán. Là hai con chó hay cái đít hình cái đêm á. Hai con đó ta bán rồi. Bán cho ta làm thịt. Trời ơi. Ép á hả? Nuôi giả rồi. Nhưng mà tao mới tìm người bán. Ví dụ cho người ta nuôi hay nó bị bắt mình lẫm tức. Bán tôi được có mấy trăm ngàn chứ nhiều. Mấy người này mà nghĩ gì? Nghĩ trước mắt hả? Cầm mấy trăm nghìn nó xong là hết rồi đó ngồi đó ghét cương chán chưa vậy nhỏ hà nhỏ người bắt nó ra lúc trước không biết đó, nó hay sinh chó rồi này người kia nó thả lên nuôi chó rồi đẻ ra đó nó sinh tưởng gì gì để ăn thịt ở nhà nó mỗi một cái lễ là làm 4-5 con à. Ở giáo viên dạy chúng con nó người bắt vừa biết sao phải thịt chó trong tương thất á. Vậy là chó tủ lạnh cái ngăn đá đó là mình chi vậy nè kìa con đến là không biết thịt chó đem ra dĩa thịt tưởng luôn thịt heo mình nha đến chừng đem cái dĩa gao cái lá gì đó mình nhìn vô đó là con mới nó hỏi đây đừng nói thịt này nha cái nó đúng rồi chị khách quý em là em mới tiếp cái thịt này nó mở cái tủ lạnh cho con coi là mình được thịt không hết trơn thịt nó không luôn hết hồn luôn à. Nó nói một cái lễ là gia đình nó ăn 4-5 con chó là gần gũi với người nhất bởi vì nó khôn mà ăn lợi nghiệp rồi sau này Út Hảo đâu dám cho nó nữa cho nó nuôi vậy nó ăn thịt á đúng rồi có sợ luôn á có tưởng nó nuôi vậy cái này cố tịnh được thử gần nó bán theo cái mà nắp ngoãn cái giò thôi đúng rồi.
năm nay có giò tao tính đi ngon hơn nếu mà đúng tiếng là có giò 5.000 á. Năm nay có giò tao chịu ông già ông mới nói nhỏ đó chà. Mà mày công nhận cái miếng thịt ngon mà nó ngon rồi mà nó mắc bán gì là mắc. Đợi chúng ta lên là cùng nó bỏ phu nhà ngồi ngồi rút trắng nhờ gửi mình tính lên á. Cái chấm mới ngon ha. Chấm nay làm chấm ngon hơn bữa bữa nước màu xanh xanh cũng bằng. Bánh mì này nó mắc không phải hả em ơi? Đặc ruột. Quá đặc ruột luôn. Bánh mì ngon. Mấy mà ăn bánh mì này giống như siêu thị rồi siêu thị mì ổ dài mà 7.000 này mấy ngàn? Dài nha. 3 tấn nè. 2 lỗ là 6.000 một nửa ổ mì siêu thị. Không tức, mì đặc ruột ăn giống như thị đi chang. Muốn bỏ cái máy. Thôi ở nhà con tự quay bỏ ra bỏ ra bỏ ra không cần mẹ quay đâu mẹ ở ngoài đường kêu cầm quay dùm tấn đi không quay quên quay xong ở nhà xin lắm chú quý ở ngoài đường là mình không có quay được mẹ ở ngoài ở ngoài mắt đi ăn mẹ tao quay cho mày thôi vô cái là cắm đầu cắm cổ ăn không còn ở nhà đó đó rồi quay với xin xin đó nhà nó tự quay được mà nó tự quay được nè mình là mình phải nè dưới này bốn cái đùi hả dạ hai cái đùi rồi thì khác à ăn gà nguyên con ngon không lấy cái đuôi con mở nó mở bởi vì nó có bán lên không có mình tới trễ con canh tư mà thịt gà nó nhỏ mà thịt thơm đậm đà hơn nướng đậm ngon tại tao có thợ hợp bột á bữa ăn còn ừ ăn đậm ngon á thịt thơm nướng thơm ngon ăn vô gì hôm qua nếu mà Huy về bữa nay rồi vô hình sáng sớm rồi ăn rồi. Nhưng mà nhà tôi nướng có một hai con hay gì vậy? Nhìn là biết rồi. Nó ít lắm. Nói chung nó bán không rẻ. Mình ra là nó bán đâu dám bán nhiều, bán nhiều cái ế rồi sao. Giòn là 5.000 có chút xíu. Má ngồi ăn mà chê chứ người ta quá trời. Tay giúp mặt của mày á. Lỗ tay tôi tặc mặt mặt của mày. Dê cho bắn mắt không gì. Thôi tự nhiên gì bay qua cái phèo. Chín gà bay qua. Cái dạ tôi đưa còn hôm chị như mấy chưa có ơn nữa nè không biết không nào có ăn chạy vô con ngắt chị ăn ba lụm chị không biết ăn hương thử nhét vô cái mình rút lại được à họ cho mình dán cũng được mình bữa nào chị chạy cái dây mình á mình dán mình mua hẩm mỹ khi mà mình rút dây á mình để cái bụng dây nó nằm vô trong á rồi cái mình cắt lại hai cái giống nó chỉ ở trong chứ nó không có chỉ ra ngoài
mà hổ nó mới còn cái còn lại nhiều cái lại mới gắn còn lại à. Không chấm mà tấn chấm mà ngon quá trời, không chấm mày hơi chua ngon chua chua không hết chua chua ngọt ngon. Ăn dưa leo đi thôi, ngọt ngọt chị bệnh á tốt á. Cái ăn mặn mặn tự nhiên nó vô ngọt hơi kỳ. Nên không ăn không? Này nó cho dưa leo thấy được mà cho chuối chát ăn thấy chắc ngậm không giống không ngon gì chứ. Kêu bằng chuối gì? Chuối cá, chuối xiêm, chuối ngự. Chuối ngự hả? Dạ. Nhìn thấy biết hả? Dạ, chuối ngự. Con thích ăn. Cái chị bệnh gì ta? Cái dưa leo thì chị bệnh biết mà có chuối. Chị không hết. Nói chung ăn cho chát ăn cho cái bụng nó. Ăn cái bụng lại. Góc xéo à? Góc nghiêng. Tính lên quá nhiều mà đã hết ở cảnh luôn thôi. Mà phải để xa nghe mới được. Để gì đi à, để vậy thì quay dính mẹ với chị Nhung. Ông Anh thì mất tiêu. Có ngay giữa không? Có ngay giữa. Thấy là hai người bóc đoan luôn. Bóc là mỏng với ai? Không thấy luôn rồi. Tại mình nhìn cái màn hình nhỏ đó vậy. Nhưng mà vừa qua bên đây thì nó rộng. Nó to cái chân thấy. Xíu à. Thấy nguyên con mà cái chân lưng luôn lưng này mất cái chân mốt được mua được đụng cùng to mà mình nguyên con cũng được thôi dở kiếm sao hôm nay ngoan mình chạy xuống cho mình ăn vài cọc cứ mình chạy về hợp lý được không sớm quỷ với cô Hùng nói tới hè mà anh Minh không về, cô Hùng với ở đây, cô Hùng với quỷ ở đây. Tại mình về cái mình chạy lên chạy xuống á. Đâu đây xong rồi, có cần xu của thạch chế á. Không về là ở đây sao không hiểu. Ý là cô Hùng nói sợ mình về đây rồi mình đi làm chạy lên chạy xuống hoài. Rồi xong mà nếu mà anh Minh không chịu đi đó thì không cô Hùng đi được nói con xu ở đây chỉ nói vậy. Sớm nói với quỷ chịu rồi. Tại hồi kỳ hè đợt trước kia mình tới cái ngày nào mình cũng chạy lên chạy xuống á nha. Ừ. Đuối á, cậu Hùng sợ đợt này mình không đi vậy đó thì cậu Hùng với Quy lên đây. Tại mỗi ngày luôn á. Đi làm. Đi làm. Tại Quy nghĩ mình về đi đây làm. Ở giờ đây xong sáng chạy đi. Sáng 5-6 giờ sáng đi rồi. Chiều anh chạy về. Ủa cái hôm sau sáng chạy đi. Ừ. Tụi nó về hè, tụi nó đây chơi. Hè mấy nhỏ này chơi á. Là mình ngủ là ở nhà qua ngủ con rồi nè. Ừ. Là cái đó như ít chơi 3-4 tầng mấy 2-3 tầng vậy đúng không? Ừ. Giờ nay con xung nhà đi với bạn đó hả? Ừ. Thôi dạ. Phải đi. Đó đi chơi với bạn đã đi. Ngủ cuối năm đi. Lớn rồi biết nữa. Lớn rồi. Ờ đi chơi hoài luôn mẹ. Hôm qua không là 8 giờ rưỡi rồi đi chơi đúng không? Không được, ở nhà. Nhà có đi không? Ủa, ở nhà hay đi em? Ở nhà. Ở nhà qua ở nhà. Bữa nay đi được không? Nhà đi. Tại hoa còn hồng la. Bữa nay đi sớm đúng không? Đi sớm mà không cho đi. Nãy nó 6 rưỡi mới đi. À còn nói 8 rưỡi nó đi là tới không chừng 10 giờ nó mới về. Trễ quá rồi. Rồi trễ như mà mình đi về đây nữa bởi cô không nhau luôn. Cái lỗ tai thì được. Kinh mất chết bà. Ăn thịt có thế ra. Chân như cái đùi mất rồi kể đi không mình ăn.
Kể đi. Mấy chú hai gì mới kể. Nó còn mấy thằng bạn ngày xưa nó gì nữa. Này. Hầm hẹn 15 ngàn mà nó chưa đó. Gặp anh ở đây mà nói thêm một hòn nữa anh gan. Bây giờ em tặng anh chỉ đi đường xa, em khỏi tính tiền. Bây giờ tôi trả cho mày tiền. Điện chi không có nhiêu cho nó mày nhục chơi chứ gì. Thôi không được, không có ấy cái đó được. Mình không được. Ngu không được. Ngu đúng không? Đúng, không có chơi nó kiểu đó được. Mình nói sớm giờ nhưng mà mình chưa có nói bạn ngu. nhưng mà bạn nói một hồi là bắt đầu bạn nói mình ngu, bạn tin bạn tới không vậy mà. Em mới là nói người ta mà nói đâu. Rồi chữa cho ai ạ? Em tướng ăn còn đâu ăn đâu, em ăn mấy gà, em đâu ăn mấy miếng. Tướng không còn mấy miếng chứ. Đúng không hết. Nhưng đâu ăn mấy miếng này. Thôi để chút. Vậy em nè ăn gì vậy? Mới anh lấy hút uống. Nếu mà tới có vợ buồn lắm ta. Anh thử em thử nè. Cảm mua hiêm mời uống mời có mới uống gì vậy? Giờ cảm gì mai mình ra phơi nắng cái là nó hết à. Mình biết cái bạn anh, mình cứ biết cái bạn tự bệnh là tự hết không, tự nhiên nó bệnh là tự nhiên nó hết. Mà gì là tự nhiên nó bệnh là tự nhiên nó hết. Đừng uống hút. Bỏ vô đi. Ây à. Em làm trúng anh làm dạ em đừng nấu nha. Mười lăm ngàn. À, một cái mười lăm. Cái gì mười lăm ngàn? Cái vòng á ha. Cái vòng hả? Một vòng vậy là không, cái chậu nè, chậu đen nè, đúng không? 9 ngàn nè. 9 ngàn vậy. Ừ, rẻ rẻ luôn á. Còn cái vòng, cái vòng sao? Cái vòng á. Cái vòng mà tính theo mét. Tính mét. Một mét nhiêu? Một phân, một phân vậy là phải người ta chồng lôi vô cái phân mà ta chồng vô ngoài đường đó. Cái đó là 24 ngàn. Ngàn cha nào không biết bán, cái người ta bán lên cái cũng giống như người đường cha. Vậy là ổng bán, ổng là tính một miếng là
Chị, mình tính mua cái nào? Nếu mà cái này rẻ 9.000 cái chừng nữa mua mấy cái này 9.000 ngon hơn chứ. Mua về chứ mình không cần ráp trơn rồi, chừng nữa mình kéo ở đâu cũng được. Còn cái kia chỉ đứng một chỗ thôi. Đúng rồi. Đó, ba đùi nó ăn rồi. Mua tính cho có mấy ba đùi nó ăn ở dưới không đỡ chứ. Con cái con trống hay là con cái nhau? Anh đâu biết là được người cái nào. Đó, con gì trắng trắng là trắng má đó, còn con dở là trống. Thì cứ như họ làm vậy đi. Nhưng mà thấy cái đuôi con nhắn đẹp hơn ha. Ừ. Nó phùng hơn của con hồi đỏ này, nó hơi đuối cái gì á. Cái con trắng, đuôi trắng nó làm hơn. Tôi thấy người ta ít nuôi mấy con mây màu trong hồn kiến là biết sao không? Mấy con mây màu nó nuôi nó bê nó tràn núp ít trên mặt không à. Mà hồn kiến nó chủ yếu ta bê nhiều. Bởi đa số tôi thấy cái bường người ta nuôi có hồn kiến nhiều hơn. Nó bê rồi nó bê vòng vòng nó đẹp. Ta đuôi cũng vậy nè. Cái bường bơm vòng đẹp cũng vẫn nhiều màu. Mà nó nhả quang nữa. Hương đàn luôn có con quỷ nó lặn lòng. Anh em đi hết rồi còn mình đó. Tuy nhiên cái con đó có con là đời đen 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 đó, con nó tâm trâu hay cái gì đó. Ờ, còn mình đó hả? Hai con gì đó. Còn con đen với còn con trắng gì đó. Đâu mất rồi, tặng đen không mà. Ờ, tôi muốn bữa hiếm con nè. Nè, con vàng nè. Không phải, con kia khác, con này khác. À, như ba con lạc lời. Ừ. Đúng rồi, ăn cá hổ đó, đó. Nhưng mà tại mình mới mua hiếm mà, bởi vì nó không có lạc. Chứ bữa có chỉnh nọ hay cái màu này là im nhất. Mình đưa vô đem cái này cỡ cái nước cái này. Đưa cái tay vô. Như gần gần cái này. Đổi đúc thôi. Ủa cái gì vậy? Rồi xong. Nhớ hồi qua kia chứ còn được mà. Cái này vô nước á. Vô nước. Chắc vô nước quá. Mở ra ngăn lại. Ồ, mất tí rồi. Xong rồi em vô em xóa mấy gáo cho mát em. Nè, được nè, phải để sát vô. Đó, nè mình gõm nè. Để quay quay cái mũi nó vô cái thanh dài dài á. Anh lấy đèn này là ok nhất. Thấy nó ok chỗ nào, nhìn không rõ con cá gì hết. Biết sao ok nhất không? Cái đèn này nó nổi nó dành cho những con dạ quang. Ờ, nhưng mà nó không hợp với mấy con kia. Đúng rồi. Mình nói cái kia hay hợp hơn. Cứ thấy mấy con dạ quang thấy bắt đầu nó còn sáng hơn nãy luôn không? Nhất là hàng xanh lá mà. Không. Thấy không? Nó bị tịch cái màu nó lại. Còn thứ bực ở hàng kia thứ ơi. Nè thứ nhìn mấy con dạ quang nè. Đó thấy chưa? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chưa để rồi nè, cảm giác nó hơi trói. Mình ứng được cái bây giờ mình ứng hoài luôn nè. Màu này là thấy đẹp nhất. Màu này là hết thấy luôn. Màu này đố tướng dành cho những con gì? Ai biết. Màu đỏ dành cho những con huyết long. Long con gì? Mấy con cá rồng á. Cá rồng á. Ồ, thấy cái màu này nè, vừa để ý con mấy con cá nó nhảy mà. Đúng rồi. Nó dạ, mấy con dạ quen nó dạ lên liền không? Ồ. Sao bữa mình đang chọn màu kia, bây giờ nói dạng này là sao? Đâu. Bữa mình chọn hay chọn cái màu này nè, cái màu hồi nãy giờ. Nè, bữa mình hay chọn màu này nè. Màu nào? Màu này nè. Đó, đâu có, đó là sao màu xanh kia mà.
Ừ, màu xanh này nè. Anh luôn nói màu xanh này đẹp là tại vì nguyên nhân sao? Dành cho những nhã quan nó sáng lên. Nhã thứ hai không? Tập trung những nhã quan nhiều nhất. Nhưng mấy con kia nó bị chìm lại. Đúng rồi. Thì mình coi hai màu. Nhưng mà tính ra cái hồ này nuôi tất cả nhã quan thì nó ok nhiều hơn. Nếu mà xào màu này. Ở trong có một